Xin chào các em, hôm nay chúng ta qua bài 11, dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á. Nội dung của bài 11 gồm có hai phần. Thứ nhất là dân cư, thứ hai là đặc điểm kinh tế xã hội. Trước khi đi vào phần dân cư và kinh tế thì cô nhắc lại kiến thức của bài 10. Thì bài 10 chúng ta học trọng tâm là địa hình và khí hậu của Nam Á. Thì trước hết cô nhắc lại kiến thức địa hình. Nam Á gồm có ba miền địa hình. Phía Bắc là dãy Himalaya, ở giữa là đồng bằng Ẵng Hằng và phía Nam là Sơn Nguyên Deccan. Về khí hậu thì Nam Á có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa rõ rệt và chịu ảnh hưởng của hai loại gió, gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam. Đây là nơi có lượng mưa nhiều nhất trên thế giới. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung của bài 11. Khu vực Nam Á có tài nguyên thiên nhiên rất là giàu có, là một trong những cái nôi của nền văn minh cổ đại thế giới. Hiện nay, Nam Á vẫn là một khu vực có nền kinh tế đang phát triển, có dân cư rất là đông. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất, dân cư của Nam Á. Em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á, tính mật độ dân số, các khu vực và nêu nhận xét. Trước hết là chúng ta quan sát cho cô cái dân số năm 2001. Đông Á 1.503 triệu người, Nam Á 1.356 triệu người, Đông Nam Á 519 triệu người, Trung Á là 56 triệu người, Tây Nam Á là 286 triệu người. Như vậy nhìn vào cái bảng số liệu dân cư của các khu vực châu Á năm 2001 thì chúng ta thấy Đông Á là khu vực có số dân đông nhất, đứng thứ hai là Nam Á. Như vậy khu vực Nam Á là có số dân đông thứ hai trong các khu vực của châu Á. Về mật độ dân số thì chúng ta xem thử là mật độ dân số của các khu vực ở châu Á là bao nhiêu người trên km vuông. Trước khi đi vào tính mật độ dân số thì cô nhắc lại cái công thức tính. Thì công thức tính mật độ dân số thì ta lấy tổng số dân chia cho tổng diện tích. Ở đây đơn vị chúng ta thấy là nó không trùng nhau, do đó chúng ta phải đổi ra. Ví dụ như là triệu người thì chúng ta đổi ra người, nghìn km vuông thì mình đổi ra km vuông. Ở đây mình thêm 6 số 0, ở đây mình thêm 3 số 0. Sau đó mình chia ha. Bài này hôm trước cô cũng đã cho kiểm tra giữa kỳ rồi. Vậy là với công thức cô vừa nêu ra thì mình sẽ có được mật độ dân số của Đông Á là 127,7 người trên km vuông. Nam Á 302,1 người trên km vuông. Đông Nam Á là 115,4 người trên km vuông. Trung Á là 14,0 người trên km vuông và Tây Nam Á là 40,7 người trên km vuông. Đó là mật độ dân số của các khu vực châu Á. Và ở đây chúng ta nhìn vào chúng ta thấy ngay con số rất là ấn tượng của nó. Nam Á 302,1 người trên km vuông. Mặc dù là đứng thứ hai về dân số nhưng đứng đầu châu Á về mật độ dân số. Như vậy Nam Á có mật độ dân số rất là cao và mật độ dân số là lớn nhất trong các khu vực ở châu Á. Chúng ta cập nhật kiến thức mới thì chúng ta thấy có sự khác biệt ha. Đây là năm 2001, bây giờ là 2021 rồi. Thì 2021
20 năm sau chúng ta thấy cái sự thay đổi như thế nào. Đây là diện tích số dân của các khu vực châu Á năm 2017. Năm 2017 thì chúng ta thấy khác 2001. Năm 2017 là Đông Á là 1.625 triệu người. Nam Á là 1.885 triệu người. Như vậy là năm 2001, Đông Á là đứng đầu về dân số, Nam Á là đứng thứ hai. Nhưng đến năm 2017 thì ngược lại, Nam Á lại đứng đầu về số dân và Đông Á thì đứng thứ hai. Như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là Nam Á có số dân tăng rất là nhanh, còn Đông Á thì ngược lại là tăng chậm. Thì chúng ta đã biết là các quốc gia Đông Á là hầu như là những quốc gia công nghiệp hóa rất là cao, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi Trung Quốc, vân vân. Thì những quốc gia này vừa công nghiệp hóa cao lại thực hiện chính sách dân số rất là nghiêm ngặt, do đó cái tỷ lệ gia tăng dân số chậm và nhường cái vị trí số 1 lại cho các quốc gia Nam Á. Và hiện nay Nam Á là khu vực có số dân đông nhất của châu Á. Dựa vào hình 11.1 thì em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư của Nam Á? Trước hết là chúng ta nhìn vào cái chú giải nè. Cái chấm bi tròn màu đỏ lớn nhất là biểu hiện cho đô thị trên 8 triệu dân. Kolkata, Mumbai, Karachi, New Delhi. Đây là những cái đô thị trên 8 triệu dân. Còn những cái chấm bi trung bình nhỏ hơn á, thì đô thị từ 5 đến 8 triệu dân. Chấm bi nhỏ nhất thì tương ứng với 500.000 người. Rồi, bây giờ mình có nhận xét gì về sự phân bố dân cư của Nam Á? Trước hết là mình thấy rằng là những cái đô thị này nè là nơi có số dân đông á, thường tập trung ở vùng ven biển nè, vùng ven biển ha, ven biển. Đó. Trước hết là tập trung ở vùng ven biển. Thứ hai là ngay cái chỗ đồng bằng sông Hằng nè. Đó, dân cư tập trung rất là đông đúc ha. Tập trung đông đúc. Và nơi đây cũng có lượng mưa cũng tương đối lớn. Mưa lớn và thuận lợi cho việc sản xuất. Rồi ngoài ra, dân cư ở Nam Á tập trung ở ven biển nè, tập trung ở vùng đồng bằng nè, tập trung ở vùng ven sông nè, rồi tập trung nhiều ở trong các đô thị. Thì đó là sự phân bố dân cư đông ở những cái nơi có điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên vẫn có những nơi không có dân, ví dụ như có vùng núi nè, vùng núi Himalaya, đây dãy Himalaya này, chúng ta nhìn qua nè, chúng ta thấy là có những nơi không có dân cư và có thì rất là ít, hoặc là ngay cái chỗ phía Tây và Tây Bắc thì cái nơi có khí hậu khắc nghiệt, ở đây hình thành cái quang mặt tha, dân cư cũng rất là thưa thớt. Hoặc là vùng cái nội địa của Ấn Độ nè, vùng nội địa của Ấn Độ thì dân cư cũng rất là ít. Đây là khu vực mà ít mưa, và đây là khu vực thì địa hình núi, rồi đây là khu vực mà có địa hình là quang mạc hoặc là lượng mưa rất là thấp. Đó, vậy mình rút ra kết luận là gì? Dân cư của Nam Á có sự phân bố không đồng đều, phần lớn tập trung ở vùng ven sông, ven biển, đồng bằng và đô thị, nơi có lượng mưa lớn, thưa thớt ở vùng núi, vùng nội địa, vùng ở phía Tây Bắc, vân vân. Đây là thành phố Mumbai của Ấn Độ. Nhìn xe cộ rất là nhiều ha. Tiếp theo là thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Mật độ giao thông rất là cao ha. Tiếp theo là
thành phố Kolkata của Ấn Độ, chúng ta thấy lượng người lưu thông, lượng người đi lại rất là đông. Theo em thì dân cư Nam Á chủ yếu theo những cái tôn giáo nào? Em quan sát sách giáo khoa ha và trả lời cho cô là dân cư của Nam Á chủ yếu theo những cái tôn giáo nào. Chúng ta biết là Ấn Độ là chủ yếu là theo tôn giáo là Ấn Độ giáo hay còn gọi là Hindu giáo, thì đây là tôn giáo phổ biến nhất ở Ấn Độ. Ngoài ra thì ở Nam Á còn có một cái tôn giáo nữa, đó là Hồi giáo. Và Hồi giáo là một cái tôn giáo mà có số lượng người đông thứ hai trên trên thế giới, tức là có cái lượng người theo cái đạo này đứng thứ hai trên thế giới. Và tóm lại là dân cư Nam Á chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Đây là nhà thờ Hồi giáo. Và đây là các tín đồ đang đang cầu nguyện ha. Và đây là đền Taj Mahal, một trong những công trình văn hóa nổi tiếng ở Ấn Độ và là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Công trình này được xây dựng bằng đá cẩm thạch màu trắng, do đó là vào những đêm trăng sáng là đền Taj Mahal như viên ngọc sáng lấp lánh. Và đây là công trình kiến trúc độc đáo của Ấn Độ cũng như là Nam Á. Em viết bài cho cô. Dân số là 1.356 triệu người năm 2001. Mật độ dân số là cao nhất châu Á. Dân cư phân bố không đồng đều, tập trung ở đồng bằng, khu vực có nhiều mưa, tập trung ở đô thị và ven biển nữa ha. Dân cư chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Khi cô nhắc lại nè, khi cô kiểm tra bài trong form bài tập, cô có thể hỏi năm 2001 và cô cũng có thể là hỏi năm 2017. Thì chúng ta chú ý là năm 2001 thì dân số của Nam Á là đứng thứ hai trong các khu vực châu Á, nhưng đến năm 2017 thì dân số châu Á lại đứng thứ nhất trong các khu vực của châu Á. Mình chú ý ha. Chúng ta qua phần thứ hai. Đặc điểm kinh tế xã hội. Thì về kinh tế xã hội, trước năm 1947 thì khu vực này do đế quốc Anh đô hộ kéo dài hơn 200 năm, từ 1763 đến 1947, là nơi cung cấp nguyên liệu, nông sản, nhiệt đới và là thị trường tiêu thụ hàng công nghiệp của các nước công ty tư bản Anh. Sau năm 1947 thì giành được độc lập. Sau khi giành độc lập thì tiến hành xây dựng nền kinh tế tự chủ. Tuy nhiên là do bị đô hộ kéo dài cho nên là cộng với cái xung đột về tôn giáo, xung đột về giữa các dân tộc nên tình hình chính trị xã hội của khu vực Nam Á là thiếu ổn định ha, thiếu ổn định. Hình 11.3, một vùng nông thôn ở Nepal
11.4 là thu hái chè ở Sri Lanka. Thì em có nhận xét gì về kinh tế của các nước Nam Á? Kết hợp kênh chữ sách giáo khoa trang 39. Chúng ta thấy là ở đây vẫn còn nông nghiệp, vẫn còn phát triển phổ biến. Đây là chủ yếu ha. Dựa vào bảng số liệu, em hãy nhận xét gì về sự chuyển dịch cơ cấu ngành của Ấn Độ? Rồi bây giờ chúng ta chú ý nè, các ngành kinh tế trước hết là nông lâm thủy sản nè, công nghiệp xây dựng nè, dịch vụ nè. Nông lâm thủy sản năm 95 là 28,4%, đến năm 2001 là 25%. Như vậy là nông lâm thủy sản có xu hướng giảm xuống. Về dịch vụ nè, năm 1995 là 44,5%, đến năm 2001 là 48%. Như vậy là nông lâm thủy sản thì có xu hướng tăng lên, có xu hướng giảm xuống. Dịch vụ thì có xu hướng tăng lên. Riêng công nghiệp thì phát trong giai đoạn mà 95 99 thì giảm, rồi từ 99 đến 2001 thì có tăng nhưng mà tăng chậm. Thì đó là nói về cái tỷ trọng trong cơ cấu GDP của Ấn Độ năm 2001, từ năm 95 đến 2001. Bây giờ chúng ta xem thử là từ 2001 đến 2017 thì như thế nào ha. Cái này là cô cập nhật ở ngoài sách giáo khoa. Thì chúng ta chú ý là năm nông lâm thủy sản nè, năm 2001 á là 25%, nhưng đến 2017 là giảm xuống còn có 17,2%. Như vậy là nông nghiệp có xu hướng giảm giảm mạnh ha. Về công nghiệp xây dựng, năm 2001 là 27%, đến 2017 là tăng lên 29,2%. Về dịch vụ là năm 2001 là 48%, nhưng đến năm 2017 là tăng lên là 53,6%. Như vậy là chúng ta thấy là có hai ngành tăng, đó là công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng, còn nông lâm ngư nghiệp thì giảm. Nông lâm ngư nghiệp giảm. Đó. Như vậy dịch vụ tăng, dịch vụ tăng nhanh. Dịch vụ là tiêu chí để đánh giá quốc gia phát triển hay là chưa phát triển. Và dịch vụ cũng là ngành thu lợi lớn và đem lại cái tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP. Cho nên là những quốc gia mà đang phát triển thì người ta cố gắng phấn đấu tăng nhanh ngành dịch vụ để đem lại cái thu nhập cao cho người dân. Thì Ấn Độ cũng là một trong những quốc gia mà có cái tỷ trọng GDP từ dịch vụ đang tăng cao, hiện nay là 53,6%. Công nghiệp thì gồm có công nghiệp luyện kim, công nghiệp dệt, đây là sự sản xuất ô tô ở Mumbai, sản xuất máy bay. Như vậy công nghiệp của Nam Á là hiện đại, đa dạng và sản lượng công nghiệp là đứng thứ 10 trên thế giới. Xin lỗi, là công nghiệp của Ấn Độ ha, vì Ấn Độ là một đất nước mà chiếm phần lớn diện tích của Nam Á. Nên là Ấn Độ xem như là đại diện cho Nam Á luôn. Về nông nghiệp, ở Ấn Độ chú trọng cuộc cách mạng xanh, đó là tiến hành trồng trọt đã tạo ra sản lượng lương thực cao cho Ấn Độ, và cuộc cách mạng trắng đó là tập trung vào chăn nuôi làm tăng sản lượng sữa. Tiến hành hai cuộc cách mạng lớn, đó là cách mạng xanh trong trồng trọt và cách mạng trắng thì trong chăn nuôi. Về dịch vụ thì rất là đa dạng, du lịch,
rồi điện ảnh. Ấn Độ cũng là một trong những cái ngành mà đem lại cái thu nhập rất là cao. Đặc điểm kinh tế xã hội, các nước trong khu vực thì có nền kinh tế phát triển chủ yếu là hoạt động nông nghiệp. Ấn Độ có nền kinh tế phát triển nhất khu vực. Việc công nghiệp của Ấn Độ là đứng thứ 10 trên thế giới. Nông nghiệp thì phát triển mạnh, giải quyết tốt lương thực và thực phẩm cho người dân. Về dịch vụ là phát triển, chiếm tỷ trọng khá cao, 48% GDP năm 2001 ha. Còn năm 2017 thì đã lên đến 53,6% rồi. Như vậy là về kinh tế, dù là công nghiệp có phát triển nhưng mà nông nghiệp của các nước Nam Á vẫn đóng vai trò chủ yếu. Bài giảng của cô là đã hết. Chúng ta chú ý làm bài tập trong form bài tập điểm danh, tìm hiểu bài mới, đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á. Đây là nội dung ghi bài. Chúc các em học tốt.